Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với tin tức 24 giờ HD. Trong bản tin trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Bà Phương Hằng bị bắt một thời gian, tình hình khu du lịch Đại Nam khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ngọc Trinh phát ngôn ngang ngược sau sự việc bốc phét mua 11 hectare đất Đà Lạt, cộng đồng mạng mỉa mai không ngừng. Những sự thật động trời về con nuôi Quang Lê tại Tịnh Thất Bồng Lai, thân thế thực sự quá bất ngờ. Khởi tố vụ án chôn chất thải trái phép tại xí nghiệp đèn ống công ty cổ phần bóng đèn điện quang. Chủ tịch Kim Jong-un thừa nhận Triều Tiên đang đối mặt với biến cố lớn. Trên đây là điểm tin nóng nhất mà biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Ngay sau đây là phần thông tin chi tiết. Bà Phương Hằng bị bắt một thời gian, tình hình khu du lịch Đại Nam khiến nhiều người ngỡ ngàng. Kính thưa quý vị, trong khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt giữ và điều tra, tình trạng của khu du lịch Đại Nam hiện tại cũng khiến nhiều người vô cùng quan tâm. Bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cho đến thời điểm hiện tại, các quan chức, chức năng thì vẫn mở rộng điều tra để xử phạt đúng người, đúng tội. Dư luận cũng tò mò về khu du lịch Đại Nam có được vận hành như trước không. Qua đó, trên trang cá nhân của nữ trợ lý, bà Nguyễn Phương Hằng, cô vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh khu du lịch Đại Nam mở cửa đón khách khá đông đúc và đa dạng mọi lứa tuổi. Có thể thấy, thời gian gần đây, khu du lịch này đón tiếp khá nhiều khách đi theo đoàn, đặc biệt là học sinh cấp 1 và cấp 2. Có thể thấy, dù bà Phương Hằng đang bị tạm giữ và điều tra, nhưng khu du lịch Đại Nam vẫn đang được mở cửa và hoạt động một cách bình thường. Trước đó, theo ghi nhận từ trang Sở hữu trí tuệ và sáng tạo đưa tin, Đại Nam vắng vẻ lạ thường trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Theo ghi nhận của phóng viên, lượng du khách đến nơi này rất ít, thậm chí còn không thể so sánh với những ngày cuối tuần của mọi năm dù đã được miễn phí vé vào cổng. Trái ngược với hình ảnh tấp nập của ngày lễ những năm trước, khu du lịch Đại Nam năm nay lại khá thưa thớt. Khu vực nhà hàng không còn có khách nên vắng tanh, kể cả biển nhân tạo, khu được xem là hấp dẫn nhất với khách du lịch cũng không có nhiều người. Một số dịch vụ còn bị ngưng, không rõ lý do vì quá vắng khách hay là đang bảo trì. Tuy nhiên, với những hình ảnh mà người trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, khu du lịch Đại Nam không bị ảnh hưởng nhiều và vẫn đang hoạt động bình thường. Ngọc Trinh phát ngôn ngang ngược sau sự việc bốc phét mua 11 hectare đất Đà Lạt, cộng đồng mạng mỉa mai không ngừng. Kính thưa quý vị, trên trang cá nhân, phát ngôn bộc lộ rõ tính cách của Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng không ngừng mỉa mai. Mới đây, chủ đề Ngọc Trinh bốc phét mua 11 hectare đất Đà Lạt trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Bắt nguồn sự việc này là khi nữ hoàng nội y khoe trên trang cá nhân bức ảnh chụp tại Đà Lạt và tuyên bố đó là khu đất của mình. Sau đó, hàng loạt các kênh truyền thông đăng tải bài viết với tiêu đề Ngọc Trinh cắm trại ở khu đất mới mua, Ngọc Trinh chính thức đập hộp khu đất vừa mới tậu 11 hectare. Ngọc Trinh gây choáng váng khi đập hộp khu đất 11 hectare ở Bảo Lộc. Ngọc Trinh đập hộp khu đất vàng 11 hectare tại Bảo Lộc khiến công chúng choáng ngợp. Trước thông tin này, ngày 19 tháng 5, ông Đoàn Kim Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng đã lên tiếng cho biết khu đất này không phải là đất xây dựng homestay của Ngọc Trinh. Trong các hồ sơ thủ tục liên quan đến đất đai trên địa bàn xã Đại Lào, không có chủ nhân nào tên là Trần Thị Ngọc Trinh, tên thường gọi Ngọc Trinh. Ngay sau khi ông Đình lên tiếng, mạng xã hội đã nổ ra tranh cãi lớn khi phần lớn cho rằng Ngọc Trinh là thánh nổ khi nhận vơ khu đất 11 hectare Đà Lạt là của mình. Trong khi cộng đồng mạng vẫn đang bàn tán xôn xao, thì mới đây nhất dòng trạng thái trên Instagram của Ngọc Trinh lại khiến dân tình một lần nữa xôn xao. Theo đó, người đẹp Trà Vinh viết, tâm mình tốt nhưng nét mình ngang. Ngay dưới dòng trạng thái này, loạt khán giả tỏ ra không hài lòng trước thái độ của Ngọc Trinh. Cái nét của chị là nhất Lâm Đồng rồi, cái nét nổ không bỏ hả chị, khi nào xây homestay chị yêu, không có ai tâm tốt mà đi nổ như bom vậy đâu, cái tâm tốt chị tốt mà cái nét chị xạo, hèn gì lấy ngang ngược lấp chất xám vậy đó. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Ngọc Trinh tỏ thái độ ngang ngược khi vướng vào ồn ào. Trước đó khi vướng vào drama bị nhãn hàng tố mặc đồ nhái trắng trợn, Ngọc Trinh quyết không xóa ảnh và không xin lỗi nhãn hàng. Nữ hoàng nội y cho hay cô sẽ không nói lời xin lỗi với nhãn hàng vì cho rằng cách hành xử của họ là không tôn trọng cô. Rồi xong up lên, bỗng một ngày ngủ dậy bị chửi. Bây giờ tôi mới nói, tại sao những người bình thường mình đụng họ, người làm móng gội đầu thôi em cũng xin lỗi họ, mà tại sao tôi không xin lỗi nhà thiết kế đó? Lý do thứ nhất là tại vì cách hành xử của họ khiến tôi không nể và không đáng nhận lời xin lỗi của tôi.
không có nhãn hàng nhà thiết kế nổi tiếng nào mà rảnh như vậy hết. Tôi đâu có tác nó đâu mà tự nhiên chửi tôi, up lên trang cá nhân chửi tôi. Nếu cách hành xử của họ tôn trọng tôi thì nhắn tin cho tôi. Bạn ơi, chiếc váy này là bên mình đó, bạn đang copy bên mình đó. Bạn có thích chiếc váy này không? Nếu bạn thích thì tôi nghĩ bạn đủ điều kiện để mua, hoặc là tôi có thể tặng cho bạn. Thì ok, tôi xin lỗi liền, tôi sẽ gỡ. Nhưng họ không tôn trọng mình, đó là cách hành xử dở của họ. Rồi xong tôi bị cả nước chửi luôn, Ngọc Trinh tuyên bố. Những sự thật động trời về con nuôi Quang Lê tại tỉnh thất Bồng Lai, thân thế thực sự quá bất ngờ. Kính thưa quý vị, đằng sau vẻ hiền lành và giọng hát ngọt ngào của con nuôi Quang Lê lại là những sự thật động trời khiến ai nấy đều choáng váng khi nhìn thấu. Liên tiếp những người được cho là chủ chốt của tỉnh thất Bồng Lai bị bắt, dân tình càng thêm hoang mang khi loạt sự thật về những người ở lại liên tục bị vạch trần. Ngoài năm chú tiểu nổi đỉnh đám sau khi giành quán quân cuộc thi thách thức danh hài, tỉnh thất Bồng Lai còn có một người nổi tiếng không kém, đó là Huyền Trân. Huyền Trân từng tham gia vào một chương trình tìm kiếm giọng hát trên truyền hình vào năm 2014. Thời điểm đó, Nico hiền lành có giọng hát trong trẻo, thánh thiện, luôn xuất hiện với chiếc áo nâu sòng, nhận được nhiều sự yêu thương, ủng hộ của khán giả. Đặc biệt, cô bé còn càng được biết đến nhiều hơn khi giành giải Á quân, được Quang Lê nhận làm con nuôi, hỗ trợ hết mình trên con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, Huyền Trân bất ngờ trở lại tỉnh thất Bồng Lai, hé lộ mâu thuẫn với cha nuôi Quang Lê. Chú Quang Lê bắt em đội tóc giả, ra ngoài sống tự lập và thậm chí là nuôi tóc thật. Em không đồng ý điều đó nên hai chú cháu có chút mâu thuẫn do cả hai chưa cùng quan điểm với nhau. Sự việc khiến cho giọng ca Về đâu mái tóc người thương nhận về không ít chỉ trích vào thời điểm đó. Năm 2018, Huyền Trân trở lại với chương trình Giọng Hát Việt, vẫn là hình tượng hiền lành, vẫn giọng hát ngọt ngào ấy, nhưng cô đã sớm dừng chân trước những đối thủ đáng gờm hơn rất nhiều. Trở về với cuộc sống nơi tỉnh thất, Huyền Trân vẫn tiếp tục xây dựng hình tượng ngoan hiền, thường xuyên livestream hát tặng khán giả. Phải đến khi ồn ào về tỉnh thất Bồng Lai nổ ra và được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, thì thân thế và bộ mặt giả tạo của Huyền Trân mới bị bóc trần hoàn toàn, liên tục khẳng định mình là trẻ mồ côi trên sóng truyền hình. Nhưng theo giám định ADN của Phòng An ninh Đối nội, Công an tỉnh Long An, Huyền Trân, tên thật là Lê Thanh Huyền Trân, là con ruột của ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, và bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960. Thực chất, cô đang sống cùng cha mẹ ruột của mình, chứ không hề thiếu thốn tình thương như khán giả vẫn lầm tưởng. Không những vậy, Huyền Trân từng tiết lộ khi nhỏ bị bệnh động kinh nhưng đã chữa khỏi, còn mắc bệnh suyễn khá nặng. Tình trạng sức khỏe kém nên như cô này chỉ học đến hết lớp 5. Thế nhưng thực tế thì Huyền Trân sức khỏe hết sức bình thường, cô nhiều lần check-in trong phòng tập thể hình, hoạt bát, nhanh nhẹn, không giống với một người sức khỏe yếu đến mức không thể đi học. Thậm chí có nguồn tin cho rằng Huyền Trân và Diễm My đều từng trải qua sinh nở. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được điều tra làm rõ. Dù vậy, với tất cả những sự thật được phanh phui ở trên, Huyền Trân nhận phải vô số chỉ trích khi khiến khán giả thất vọng, mất niềm tin. Hiện sự việc tại tỉnh thất Bồng Lai vẫn đang trong quá trình điều tra, không biết sẽ còn những sự thật kinh khủng nào được phơi bày. Khởi tố vụ án chôn chất thải trái phép tại xí nghiệp đèn ống công ty cổ phần bóng đèn điện quang. Kính thưa quý vị, ngày 21 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại xí nghiệp đèn ống công ty cổ phần bóng đèn điện quang. Theo công ty thành phố Biên Hòa, kết quả thu thập ban đầu xác định hành vi quản lý, xử lý chất thải tại xí nghiệp đèn ống, công ty cổ phần bóng đèn điện quang có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, Công an thành phố Biên Hòa đã khởi tố vụ án để điều tra. Trước đó, lực lượng chức năng đã lấy 3 mẫu nước thải và 9 mẫu chất thải trong 3 bể lắng tại khu vực nghiền thủy tinh, 3 mẫu chất thải tại hệ thống thoát nước mưa và 3 mẫu chất thải trong bể bê tông ở khu vực nhà kho của công ty để giám định, để xác định mức độ, tính chất độc hại của các chất này. Ngày 20 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường PC05, Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại xí nghiệp đèn ống. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện còn lại hơn 205.000 bóng đèn thải, trọng lượng hơn 6,8 tấn, số lượng đã nghiền nhỏ, trọng lượng khoảng 22 tấn. Toàn bộ số chất thải trên đều để ngoài trời, không được thu gom, lưu giữ theo quy định. Sau khi nghiền số bóng đèn thải, các công nhân đã sử dụng nước làm ướt để tránh bụi bay ra, nghi là bột huỳnh quang cho các bóng đèn thải. Số nước thải này sau khi lắng xuống bể đã tạo thành những phần bột lắng và tiếp tục được công nhân thu gom, đổ xuống các bể chứa bên trong nhà kho. Một số khác theo nước chảy tràn vào hệ thống thoát nước mưa. Cơ quan chức năng xác định xí nghiệp không có hệ thống xử lý nước thải cục bộ nước thải, kèm bùn thải từ quy trình nghiền bóng đèn thải đều được xả vào hệ thống thoát nước mưa.
lượng nước thải trong quá trình nghiền vỏ bóng đèn thải chảy tràn vào hệ thống nước mưa của công ty với lưu lượng 0,5 mét khối một ngày, 24 giờ. Qua nhiều ngày kiểm tra thu gom số chất thải nguy hiểm tại công ty trên, thì cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 8 tấn bóng đèn hư, hơn 81 tấn thủy tinh đã nghiền, 900 kg thủy tinh lẫn bùn thải, hơn 32 tấn nước phát sinh từ hoạt động tiêu hủy. Chủ tịch Kim Jong-un thừa nhận Triều Tiên đang đối mặt với biến cố lớn. Kính thưa quý vị, Triều Tiên ghi nhận thêm 21 trường hợp tử vong do COVID-19 với trên 174.000 người trên cả nước bị sốt. Trong khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố đất nước đang đối mặt với biến cố lớn lao do sự lây lan của virus. Ông Kim Jong-un được dẫn lời nhấn mạnh rằng sự lây lan của loại virus nguy hiểm là biến cố lớn lao kể từ khi lập quốc. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, đã có tổng cộng khoảng 524.440 người dân nước này có triệu chứng sốt từ cuối tháng 4. Sau tuyên bố trong hơn 2 năm qua không có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào, Triều Tiên chính thức thông báo đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2020, cho biết nước này đã triển khai hệ thống kiểm soát virus khẩn cấp ở mức cao nhất. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ nhanh chóng xem xét bất kỳ đề nghị nào của Triều Tiên về việc cung cấp vaccine COVID-19 cho nước này. Ông Peskov nói, các đồng chí Triều Tiên biết rõ các đợt tiêm chủng khác nhau của chúng tôi, họ biết chúng tôi có kinh nghiệm sâu rộng đối phó dịch COVID-19. Nếu có đề nghị nào từ phía Bình Nhưỡng, chúng sẽ xử lý kịp thời. Tình trạng không vaccine, thiếu xét nghiệm và nguồn cung y tế đang đặt Triều Tiên vào nguy cơ về một cuộc khủng hoảng lớn trên đất nước vốn đã tổn thương trong 2 năm qua. Việc Triều Tiên thừa nhận rằng nước này đang chống chọi với đợt bùng phát COVID-19 với tốc độ bùng nổ đã làm dấy lên lo ngại rằng virus có thể ảnh hưởng lớn đến một quốc gia có hệ thống y tế thiếu nguồn lực. Đánh giá năng lực y tế và chính sách của nước này, nhiều chuyên gia lo ngại về một cơn ác mộng mà Triều Tiên có thể phải đối mặt trong thời gian tới.